Xin được mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cảm thanh Michael Audio. Trước mặt các bác đây là những dòng đẩy Sansui, một cái phiên bản màn hình số cao cấp nhất của dòng Sansui và cũng là cái model công suất lớn nhất của dòng 2 kênh các bác nhé. 1050W một kênh, model là SA902, màn hình số. Với cái dòng màn hình số là bản đời cao và có những cái ưu điểm rất là lớn cho các bác chơi. Ví dụ như là các bác có thể điều chỉnh được cái công suất mà các bác đánh ra loa. Ví dụ như là các bác đánh với những dòng loa nhỏ thì có thể để công suất thấp, và những dòng loa lớn thì các bác để công suất cao, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là hiển thị về nhiệt độ ở đây. Cái thứ ba mà em rất là thích ở cái dòng đẩy này đó là các bác có thể hãm lại cái công suất. Ví dụ như là khi mà để đẩy max công suất của cái volume này thì nó lên đến 63, phải không ạ? Thì các bác có thể hãm công suất, ví dụ như là nhà có trẻ con, các bác có thể hãm cái công suất lên cái ý mà các bác thích. Ví dụ như là để 30 thôi thì các bác tăng max volume nó chỉ lên đến 30 các bác nhé. Đấy, nó không khác gì một cái vang số, nhưng mà cái xử lý điều chỉnh nó rất là đơn giản. Ví dụ như là các bác sử dụng những chiếc vang số nó hãm lại, đúng không ạ? Lên 63 các bác có thể hám 10, 25, 30, đấy là tùy ý của các bác, để các bác có thể sử dụng khi nhà có trẻ con, vặn max volume nó chỉ lên đến mức độ đó thôi. Đó, nó rất là tiện lợi. Với cái bản cao cấp nhất là SA902 thì mặt nó rất là đẹp, sẽ có hai form các bác nhé. Một form là cái phay mặt trước màu đen, và form thứ hai đó là mặt màu ghi các bác nhé. Đó là SA902S. Đó. Về cái nội thất và ngoại thất nó đều như nhau, nhưng mà chỉ khác nhau về cái mặt thôi, đó, trắng hoặc đen thôi. Với công suất là hơn 1000W này thì các bác có thể chơi được 2 đôi 30 các bác nhé, 2 đôi 30, hoặc đánh 1 đôi 40, 1 đôi 30 thì vẫn ok các bác nhé. Đây em sẽ cụ thể hơn về cái nội thất. Ở bên trong thì có rất là nhiều các cái video các bác lấy hàng thì bên em cũng có test và cụ thể, giờ em sẽ quay tỉ mỉ hơn để các bác cùng cảm nhận về cái độ đẹp cũng như là cái chất lượng linh kiện của những cái dòng Sansui. Thì đây là một cái nguồn đồng các bác nhé, nguồn đồng 100% nhé. Đấy, rất là lớn ở đây, đâu đó phần tầm khoảng 19cm các bác ạ, những cái sợi đồng rất là to bên trong này. Thì với những dòng Sansui thì được làm rất là khắt khe về cái chất lượng cũng như là cái hình thức, kể cả những cái dây rắc rất là nhỏ nhưng mà cũng được thít. Đấy, bó rất là gọn. Và ở đây thì có các cái ken để xử lý, đó là thứ nhất nhìn đẹp, cái thứ hai đó là chống chống nhiễu các bác nhá. Đó, những cái gen này các bác cùng nhìn này. Đó, tất cả dây từ phần dây nguồn ở đây, đó được bó gen hết nhá. Ở đây là một cái phần nguồn. Với những dòng Sansui thì bảo vệ mạch cực kỳ là tốt, khi mà tín hiệu điện vào nhá thì sẽ phải vào một cái mạch để kiểm tra, đó là một cái dơ-le. Đó, trước khi mạch điện đi vào phần nguồn biến thế này và vào thêm đó là phần tụ đây thì sẽ được kiểm tra ở đây. Đó, xử lý chống nhiễu điện trước khi đi vào. Đấy, ví dụ như là quận xuyến có vấn đề thì nó sẽ ngắt ngay các bác nhé. Đấy, các bác nhìn cái lô hàng bên em về nó đẹp. Đó, đẹp đến tầm 97% các bác nhé. Với những phiên bản hàng hiếm đẹp như thế này thì cực kỳ là ít. Đó. Đây, các bác cùng nhìn. Đấy, cùng nhìn qua các bác nhé. Tất cả đều là chờ 5 mạch màu. Đó. Đây, các bác nhìn này. Với cái lô này thì bên em lấy được thì người ta sử dụng rất là ít. Nó sử dụng rất là ít các bác nha. Các bác để ý một chút thì những cái keo này, những cái keo trên những cái phần phần rắc nối này đều còn rất là sáng. Đó, sử dụng rất là ít vì quạt nó chỉ mớm bụi thôi các bác, mớm bụi thôi. Đó, đây là dàn tụ nhá, 16 tụ bản full thì mới đủ tụ các bác nhá. Bản full mới đủ tụ nhá. Với những dòng tụ này là tụ mắc nối tiếp các bác nhá. Nó sẽ có hai phân cấp, ví dụ như là khi các bác đánh với vừa công suất thì nó sẽ chạy cái dàn tụ đằng trước, và khi các bác bắt mắc công suất bắt đầu nó mới chạy lên dàn tụ đằng sau. Đó là hai phân cấp các bác nhé. Đó, dưới mạch rất là đẹp, đây các bác cùng nhìn nhé. Đó. Và với những dòng này thì các bác chơi thì nó sẽ không bị nhiễu tiếng này, không bị ù xì rè, vì ở đây thì các bác để ý những cái quận những cái lọc từ lọc nhiễu ở đây. Đó, các bác cùng nhìn, đây là hai cái tín hiệu vào với những tín hiệu ra theo hai cái đường này. Đây, một phần ở đầu vào, phần ở đầu ra thì sẽ có cái tín hiệu từ chống nhiễu ở đây các bác nhé, chống nhiễu ở đây. Hai dơ le cho hai mạch hai bên, đó, để kiểm tra. Với dòng này thì sẽ theo cái cảm biến khi mà tín hiệu cái công suất càng lớn thì bắt đầu quạt nó sẽ mạnh lên và
vừa phải khi các bác chơi với những mức vừa các bác nhé. Ở đây thì mặt đằng sau thì các bác để ý ở đây sẽ có hai phần quạt. Đấy, hai phần quạt các bác nhé. Các bác nhìn quạt thì chỉ mớm bụi thôi. Đấy, dường như là không có một chút nào là xấu cả các bác ạ. Đây các bác cùng nhìn nhé. Đẹp. Ở đây tín hiệu vào thì như ở đây em đang đấu nối sẽ là từ laptop vào đây. Lát em sẽ thử để các bác cùng cảm nhận nhé. Đó, em test rất là nhiều rồi. Ở đây thì là Canon. Khi Newtrik các bác nhé, Newtrik để ra loa. Khi các bác mua thì em tặng dây Canon này, jack Newtrik về, các bác chỉ việc đấu nối thôi. Ở đây sẽ có một cái chế độ đó là đánh riêng biệt hai kênh và chế độ sử dụng Planel. Đó. Ở đây là một cái jack khi mà bên họ thường hay sử dụng thì sẽ có một cái jack ở đây kết nối để sử dụng nhiều đẩy với nhau các bác nhé, kết nối nhiều đẩy. Ví dụ như chiếc này, nó sẽ kết nối để trên máy tính và sử dụng qua máy tính để tăng cái công suất lên cùng nhau hoặc hạ cùng nhau. Đó, nếu mà sử dụng theo dàn các bác nhé. Ở đây sẽ có một cái phần Pro và Nam, có nghĩa là phần kết nối ở đây. Ở đây sẽ có một cái cầu chì ở đây. Đó. Nguồn điện nếu mà khi mà các bác đánh max volume với công suất lớn nhất đến 2800W các bác ạ. Đó, cái công suất điện lên rất là lớn khi mà các bác đánh với công suất cao các bác nhé. Máy rất là đẹp các bác nhé. Được bên em sẽ bảo hành là 6 tháng đã bao nguyên bản, bao zin. Máy đẹp các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ mở lên và test để các bác nào mà chưa biết về dòng đẩy này thì có thể cảm nhận. Còn về riêng với dòng săn xui thì tiếng rất là mềm. Đó, sạch và chi tiết các bác nhé. Đây em sẽ bật lên để các bác cùng cảm nhận. Em sẽ cho nhạc vào các bác nhé. Đó, em chạy chạy nhạc nhé. Khi giơ lên nhảy đã bắt đầu các bác có thể sử dụng. Đây, volume của bác tăng này. Đó. Các bác đeo tai nghe để cảm nhận về cái tiếng gảy đàn nhé. Rất là chi tiết ạ. Đó, các bác cùng nghe. Sẽ nhìn ở đây sẽ có hai phần, đó là phần kênh A và kênh B để các bác có thể biết được là kênh A kênh B đang chạy song song với nhau, đều nhau các bác nhé. Hiện tại đang chạy Sistel, các bác con có thể sử dụng kênh A kênh B ở trên những cái nút này để các bác có thể giảm nhỏ vế phải hoặc vế trái. Ở đây là một cái nút mute để các bác tắt trực tiếp khi đang chạy, các bác tắt trực tiếp nhé. Đó, đây là cái phần limited là để các bác có thể xem được cái công suất ở trên này 1050W, các bác có thể hám công suất khi mà nhà các bác sử dụng những dòng loa nhỏ, thấp nhất là 450W để các bác chơi với những dòng loa 20-25 các bác nhé. Và cao hơn là 550, cao hơn nữa là 700-850, 1000 và 1050 max. Hoặc là các bác cũng có thể tắt chế độ. Đó, tắt chế độ để cái tín hiệu mà ra với mức tối đa nhất. Đó, tối đa nhất để không phải hám lại này. Đó, khi các bác chơi với những dòng loa 40 chẳng hạn. Đó, tín hiệu đang ở trên laptop này các bác nhé. Đó, trên laptop chạy thẳng nhé. Em đang chơi với loa 40. Loa 40 V3 các bác nhé. Với những dòng này hiện tại hàng mới, nếu mà mới gọi là đập hộp thì gần 20 triệu một chiếc các bác ạ. Với những dòng hàng săn xui đó, nhưng mà giá thành với những dòng hàng không khác thì chỉ sử dụng qua gọi là lướt thôi, cho nên là cái chất lượng nó còn rất rất là đẹp các bác nhé. 97% là các bác biết kiếm được một con đẩy mà đời cao và đẹp như vậy thì cực kỳ là hiếm.
Đó. Ok, em cũng xin được review qua cụ thể hơn để các bác nào mà quan tâm có thể xem thêm. Và em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.